Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn. Cũng như là vừa về một lô mô tô thì em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu mới về trước nha anh chị các bạn. Ở đây thì mình sẽ gặp anh chủ cửa hàng để tiếp tục báo giá cho anh chị các bạn mình nha. Xin chào anh em nha. Xe đợt này thì nó về không nhiều, nó về được vài con thôi. Mình sẽ báo trước mấy con mới về, sau đó là sẽ cập nhật lại vài dòng để anh em tham khảo ha. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Và em có để trực tiếp số điện thoại trên màn hình á, có thắc mắc gì có thể liên hệ qua Zalo nha, có Zalo luôn nha anh chị ơi. Đây là đầu tiên là con Niveo 300 các bạn ơi, màu đen luôn đó. Khóa là kiểu gì nó không mở được, mới vừa xuống xe luôn đó mọi người, mới vừa lột keo ra. Con này bô còn zin luôn nè, gửi về kiểu gì mà nó zít ổ khóa không lên. Con này thì nó là 2019, hồ sơ rút sẵn rồi. Anh em chỉ về ra tên thôi. Con này thì anh em nó báo đi cũng ít rồi, thì có 3.000 mấy, 4.000 cây. Lên không? Con kệ để sau đi, chỉnh sau. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 85 triệu. Hồ sơ rút sẵn, có lên được cái cản đằng sau. Xe thì bình xăng bình nhiếc còn đang thấy dán keo ấy, độ thêm cái đèn xi nhan sau với cái đèn đít sau này độ lại. Đấy, cái món này độ lại, vỏ zin theo xe còn rất dày, rất là to luôn mọi người. Beo 300 thì cho bên trong cửa hàng cũng còn tổng cộng chiếc này chiếc thứ 5, còn 4 chiếc trong nữa, tí nữa mình cập nhật lại cho anh em luôn. Rồi. Đây thì nó là Z300. Z300 thì mình còn con này là con thứ tư này. Để cho anh em đồng giá 75 triệu một con ấy. Nó lên cái bô nha anh chị. Ta cho một biết này. Đó. Đi 31.000 cây. Bộ độ. Xe 2017 biển Trà Vinh, biển số nhìn cũng dễ thương. 00500. Màu đen luôn nha anh chị ơi. Đây Ducati luôn. Vừa mua tối hôm qua, hôm nay lại đổi sang SH. Chê xe nặng, mà xe này thì mình thấy là nó anh hô đi nó nặng ha. Anh đi mở đít mà anh lên cái con này luôn rồi mọi người, đi chưa quen á, hơi nặng xuống đổi tay ga đi. Lại đổi lại tay ga. Con này biển số 83 Sóc Trăng, nó là thành phố của Sóc Trăng. Nên anh em sang tên về đâu cũng chỉ mất 1% thuế thôi. Và chiếc này thì mình đang giảm xuống cho anh em còn 100 triệu tròn. Có hai con Ducati 795 như vậy. Đều để đồng giá cho anh em là 100 tròn. Tí nữa mình vào trong mình sẽ cập nhật thêm. Anh em mình đi vào trong. Trời, cửa hàng có hỗ trợ trả góp luôn nha anh chị ơi. Mọi thắc mắc thì có thể liên hệ qua Zalo trên màn hình nha anh chị. Đây. Ngân hàng thì bữa nay hỗ trợ cho anh em tối đa là được 50 triệu. Đây có con nữa. Con này biển Tiền Giang. Hai con mình đang xả lỗ. Trăm tròn một con. Mẫu này anh em nào mất 6 không? Con này thì nó có cả bô độ và bô zin đầy đủ cho anh em hết. Biển Tiền Giang và giá cũng bằng con ngoài, 100 tròn. Cái này thì anh em chỉ cần cao khoảng 1m6 là đi vô tư. Chiều cao như mình là đi thoải mái luôn. Đấy, đó, có con này mới về. Rồi, tiếp tục còn báo mới về trước ha anh chị. TFX 150 biển số 60 Đồng Nai. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 37 triệu. 37 triệu. Đây là một con. Hết xăng rồi.
đi 19.000 cây biển Sài Gòn. Và chiếc này thì mình sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 40 triệu biển Sài Gòn. Này còn mới đây hôm qua vừa mới đủ đổi sang Ducati đấy. Đây đây mở đét này mọi người. Anh đi con này mà anh đi lên con kia thì nó cho tính ra chiều cao của mới đấy thì nó chả có thấp hơn cái thằng Ducati đâu, nó chỉ có nhỏ gọn hơn, ngắn hơn, nhẹ hơn. Honda mở đét này mọi người. Con này đi được 3.752 cây. Xe 2020 biển Đồng Nai. Chiếc này thì mình sẽ để cho anh em một mức giá nó là 34 triệu biển Đồng Nai. Ở đây có một con mới đấy nữa này. Zin xe luôn nha anh chị. Cái này mẫu 2015-2016 đèn tròn. Đèn này. Chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 22 triệu biển 68 Kiên Giang. Đấy. Ở đây có một con nữa, biển 68. Đi 25.000 cây, xe 2018 mà con này thì mình sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 30 triệu tròn. Giờ mình đến Mỹ sẽ cập nhật lại một số dòng phân khối lớn để anh em tham khảo ha. Dạ. Phân khối 150 nói chung còn nhiều lắm nha anh chị. Chẳng hạn cái Demon nè, FZ nè anh chị. Sẽ cập nhật cho anh em vào video sau. Dạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn nha, có GZ 150A luôn nha anh chị ơi. Suzuki GSR luôn ha, G15, CBR đều có đủ luôn. Đây, mình bắt đầu từ đây đi. Con này thì mình nhớ nó là hết xăng, còn chưa đổ xăng vào nữa. GPX Mark 300 à, có xăng rồi. Đi 4.672 cây biển 68 Kiên Giang. Và nó là xe 2021 GPX Mark 300. Thì con này trước mình đang xả xuống 50 rồi, bữa nay là xả tiếp một phát nữa rồi anh em có 50 bán bỏ luôn. 50 các bạn. GPX này thì mình cũng nói luôn là về cái chất lượng của nó ấy, thì nó chỉ chạy hơn cái thằng Trung Quốc một chút thôi. Còn nếu mà so với những xe như Honda, Ra hay Su hay Kawa thì cùng phân khúc 300 nó sẽ không thể lại được. Và được cái là giá nó rất rẻ và cái kiểu dáng nó đẹp. Con này là zin luôn nha anh chị ơi. Nguyên sao là zin nha. Còn bên 302 này anh? 302 thì con này mình đang bán ở mức giá 40 triệu. Benelli 302 anh chị. Nãy thì nói với anh em là có 4 chiếc Z á, thì đây, trong này còn 3 chiếc. Con đầu tiên này nó là xe có sẵn hồ sơ, biển số cũ của nó là biển số Đà Nẵng. Đi 17.119 cây. Hồ sơ có sẵn, con này thì có lên cái cây chống đổ. Hai kính gù, đâu tất cả nguyên bản. 75 triệu. Đó. Biển số 61 Bình Dương. 61 Bình Dương. Cũng là xe 27. Anh em mình cứ lựa ha, đồng giá luôn anh chị ơi. Treo đi. Treo đi. 75 ha, tiếp tục đây. Hả? 75. À. Biển Bình Dương này. Cũng 75 luôn, và con cuối cùng là biển 81. Đi 8.410 cây, biển Gia Lai. Cũng đồng giá là 75 triệu. Trung quy giá 800 mình hết luôn anh. Hả? Giá 800 anh. Giá 800 hôm nay hết hàng. Còn giá 650 anh. Giá 650. Giá 800 thì hôm nọ có con biển 77 á. Chắc là vài ngày nữa sẽ về quay lại. Dạ. Còn đấy anh em đi đang kêu nặng quá. Đang tải không nổi. Z650 xe 2017 hồ sơ có sẵn, đi được 2.900 cây chuẩn ô đô. Con này thì mình đang giảm xuống còn 125. Bên này mình sẽ giới thiệu thêm về thằng Beo 300 cho nó đồng đều với mấy con ở bên ngoài. Bắt đầu từ con cao tiền nhất,
61 luôn các bạn đi. Biển số khá là đẹp luôn nha anh chị ơi, đây 2255 luôn nè. Biển 61 Bình Dương đi được 1200 cây, đồ chơi của nó phải hết khoảng chục triệu. Cái này thì đang giảm đến 5 triệu một xe, từ 101 xuống còn 96 triệu. Còn tiếp theo là biển Pleiku của Gia Lai. Đó, biển số cũng dễ thương nha mọi người. Con này thì đi có 3.000 cây thôi. Trước này thì anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế, nó là xe 2020. Đấy, và chiếc này thì mình đang giảm xuống là còn 92. Chiếc tiếp theo thì nó là 2021 biển 67 An Giang, nó chỉ đi được có 1.400 cây. Mấy cái bô này này, anh em mà không thích thì mình có thể là đổi sang bô zin cho anh em nhé. Nghe thử cái tiếng bô độ. Con này thì từ 99 giảm xuống còn 94 triệu. Rồi, con Beo tiếp theo thì nó là 2019 đi 5.000 cây, biển hồ sơ rút sẵn rồi, anh em mình ra tên thôi. Con này đồ chơi thì nó cũng có bô, túi da chống đổ, ba ga. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 90 triệu. Beo 300 thì có tổng cộng là 5 cái và đang có mức giá từ 85 cho đến 96 triệu. Rồi, anh em mình cứ lựa ha. Có màu đen với lại màu xám và màu đỏ anh chị. Vulcan 650 thì có một cặp. Con đầu tiên ở bên trong này nó là 2016 đi 18-19.000 cây rồi. Con này thì nó đã bị tua đồng hồ xuống là chỉ còn có 8.000 thôi. Nhưng cái xe thì nó phải chạy khoảng 18-19.000. Biển Sài Gòn và mình đang bán ở mức giá giảm xuống là còn 155. Còn tiếp theo này thì nó là 2018 biển số Sài Gòn. Con này đồ chơi nhiều lắm, bô bọng rồi là thùng cả đầy đủ. Đấy, đi 19.000 cây. Phun 3 thùng có sao luôn nha anh chị. Cái bô này. Có cái cây bô zin nó đi theo cái con ấy ngoài mà. Ở con Z3. Nó tháo bô độ ra. Con này thì mình đang giảm xuống là còn 165. Rồi, tiếp theo khu vực bên đây các bạn ơi. Chuyển qua bên này. CB 1000R Neo Sport đời 2020 đi 4.000 cây, biển Gia Lai. Chiếc này thì mình đang giảm xuống là còn 370 triệu. Xe không tì vết, tất cả nguyên bản nguyên zin. Con này nó có bỏ cái bầu hơi thôi, còn bầu hơi bỏ đi tháo ra ngoài rồi. Anh em mua thì vẫn đưa đầy đủ đồ cho anh em ấy. 4.596 cây. CB 650R thì bữa nay chỉ còn lại một con. Nó là xe đăng ký năm 2022, biển số thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đi được 2.490 cây. Con này thì có lên cái chống đổ với cái ba ga xong. Đấy, và chiếc này thì mình sẽ giảm xuống cho anh em còn 225 triệu. Nếu anh em nào thường theo dõi thì con này trước về nó đến tận 243 rồi. Yeah. Z1000 thì bữa nay chỉ còn lại một con duy nhất thôi. Nó là này xe 2016 đăng ký năm 2017. Biển số Gia Lai. Đi 12.000 mấy trăm cây, tất cả nguyên bản.
12.429 cây. Con này thì mình đang giảm từ 279 xuống còn 260. Được. Anh em mình sang phía bên này. À, nãy mình xem tới kia kìa. Ô, con ZX 25 đấy để trưng bày. Chưa bán ăn. Xe mới bữa nay nó tụt xuống còn 172, bán kiểu gì? Dạ. Mua 200, mua 170. Trước bán 179 xong giảm còn 174, bây giờ xe mới nó xuống còn 172. Nên là thôi để trưng bày luôn. Lâu lâu có những cái con đó là lỗ thôi rồi luôn. Con này là 4.800 cây 2020 biển 93 Bình Phước, có bô độ, bô zin đầy đủ cho anh em hết. Con này thì mình đang giảm xuống còn 120. Đấy, phía trước cái con ZX25 xe mới chưa lăn bánh là nó 190 mấy. Dạ. Yeah. Bây giờ nó bây giờ đang hạ giá xuống còn có 170 mấy. Nên là thôi đành. Cắn phải ớt. Xe đấy còn mới lắm nha chị. Đi có mấy trăm cây đấy nó như xe mới nữa. Rồi. Xe bây giờ 650F nè anh chị. CBR 650F xe 2018 biển Sài Gòn, có lên chống đổ bảo vệ lốc máy, đuôi rút gọc, đầu tất cả nguyên bản, đi có 6.000 cây thôi. Và con này thì mình đang giảm xuống còn là 175 triệu. Rồi tiếp tục CBR 650R xe 2020 biển 92 Quảng Nam, có bô độ, bô zin, nói chung đồ chơi rồi zin là đầy đủ. Đi được 9.604 cây. Con này thì mình đang giảm xuống ở mức giá là còn lại là 200 triệu. Rồi anh chị mình cứ tham khảo đi. Trong dịp Tết này mình tranh thủ mình mua một chiếc để mình đi Tết nha anh chị ơi. Giảm rất là sâu rồi. Còn có hơn tháng nữa. Anh em nào mua tranh thủ dần là vừa rồi. Ninja 400 xe 2019 đi 14.000 cây, hồ sơ có sẵn. Chiếc này thì mình đang giảm xuống chỉ còn 100 tròn. Rồi, xe màu đen anh em. R3 này nó là xe 2022 biển số thành phố Đà Lạt. Đà Lạt thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết 1% thuế thôi. Đi 243 cây và con này thì mình đang giảm xuống nó chỉ còn là 110 triệu. R3 2017 thì hiện tại đang còn lại là 5 con. Con đầu tiên nó là xe 2017 đi được 2.000 cây biển Bến Tre. 27 nhưng đi 2.000 cây. Nhiều anh em sẽ rất bị hiểu lầm. Vỏ lốp, zin, đĩa, tất cả đều nguyên bản xe. Riêng ở đồng hồ ở đây thì cái con nào tua là mình thông báo anh em là nó bị tua luôn nhưng nó dễ. Không có nhập nhằng ở cái khoản. Con này mới bị tua nặng. Quên, chưa báo giá chứ. Con kia đang giảm xuống còn 82. Con này 82 ha. Đúng rồi. Rồi. Từ 87 xuống 82, còn con 4 con lại thì đồng giá 75 triệu một xe. Anh em muốn lựa nào? Đó anh em một cái lượng ạ. Con này biển số 78 Phú Yên. Cái xe nó phải chạy khoảng ngoài 30.000 thôi. Cái đồng hồ nó tua xuống còn có 3.000 cây thôi. Xe đi ít đi nhiều anh em mình xem lại trực tiếp mình xem xe đó. Cái chất xe như thế nào anh em biết liền ha. Con này thì 2018 đi 14.000 cây, hồ sơ có sẵn 75 triệu. Thoải mái lựa nha anh chị ơi. Rồi con tiếp theo thì nó là 2017 đi được
25.000 cây, hồ sơ có sẵn cũng 75 luôn. Đấy. Còn tiếp theo nữa thì nó là biển số 81 Gia Lai đi hơn 30.000 và cũng là 75 triệu. Rồi, ở đây mình có cái thằng KTM RC 390 xe 2015 ABS biển Sài Gòn. Con này thì mình đang giảm xuống còn 58. 58 các bạn. Phong khói là 390cc đó anh em ơi. Đó. Còn nữa thì nó là KTM RC 200 xe biển 81 Gia Lai và giá nó chỉ 45 triệu. Còn phân khối lớn thì mình cũng vừa báo giá xong, thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về chiếc nào thì cứ alo cho mình, ví dụ cần xem chi tiết về cái chiếc nào cứ nhắn tin qua, mình sẽ gửi video hình ảnh chi tiết cho anh em. Được, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xe bây giờ đó mình bán hả? Con này có cặp rồi nha anh em, xe bây giờ 250 nè. Đó, ngoài ra thì bên cạnh cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe mà khúc 150, chẳng hạn như là Suzuki GS-R nè các bạn, và 155 thì có Yamaha G15 V3 nè anh em, còn rất là nhiều ha. 150 thì có CVR nữa nè. Đó, đủ các màu luôn nè anh chị. Đó, các bạn mình nếu mà có cần tham khảo mẫu xe nào có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo, em có để góc trái màn hình đó anh chị. Đó, rất là nhiều mẫu xe ha. V2 cũng còn luôn nha anh em. Đó, bên khu vực trên đây thì có những mẫu xe như là Trung Quốc nè. Có Honda Thái nè anh em, CVR 550 ha. Lemon nữa nè. Lemon thì hiện tại giá cực mềm luôn nha anh chị các bạn mình, 28 triệu cũng có xe luôn nha anh em. Rồi, chắc có lẽ là em còn sẽ tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.